đâu đâu để mình nhìn nhìn mấy cài mặt khỉ các bạn, mấy mang cái dàn đắp bờ. Dạng đắp bờ là máy đắp bờ chứ không phải máy máy xây đất rồi. Con này giống con Aisiki hàng gửi các bạn, mang cái dàn đắp bờ. Không chỗ mình mành dịch nhổ qua bà mẫu chạy vô cứu lúc bên kia luôn. Đó, đó, đó. Ừ, nhảy đi tiếp. Lung lung rồi rồi lung rồi 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 chạy qua chỗ khác mình đắp bờ tiếp các bạn. Chỗ đó có anh chủ đứng à. Ông số. Thôi cho mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Đắp đây à. Về lại đã đắp.